Chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý vị cái bộ tranh Tứ Quý Tổ Quốc Trung Mai. Vừa lấy quay ở cái chỗ kia để hình như là thời tiết hôm nay nó không được đẹp lắm nên nhìn nó chưa được rõ đúng không ạ? Ở đây có thể nhìn nó hơi sáng hơn, đẹp hơn một chút. Kích thước ngang 42 cao 1m27. Bộ này chúng tôi đang làm sẵn quý vị nhá, có sẵn nhá. Chưa có chủ nhân. Đấy Tùng. Ai để hơi nhầm. Tùng xong đến Cúc, xong mới Trúc với Mai quý vị nhá. Xuân hạ thu đông mà. Xuân là mai này. Xuân hạ là cây trúc này, thu là cây cúc này và đông là cây tùng này, đúng không ạ? Thì quý vị về xếp theo Tùng Cúc Trúc Mai. Tùng Cúc Trúc Mai là chúng ta đọc theo thuận theo viết chữ của chúng ta, còn theo cái lối cổ các cụ thì vẫn là xuân hạ thu đông từ phải sang theo cái lối cổ. Bộ này thực sự đẹp luôn quý vị nhá, không phải nói phét đâu. Bộ này thực sự đẹp luôn đấy, màu cực kỳ đẹp luôn quý vị nhá, màu gỗ tự nhiên của gỗ hương đá nhá, màu cực đẹp luôn và số này cũng là số đẹp, số 8 quý vị nhá. Cái bộ này là bộ số 8, rất là đẹp luôn, gỗ cực kỳ lành lặn luôn quý vị nhá. Bộ này thì không chê vào đâu được, rất là dày dặn chắc chắn, gỗ bền bảo hành muôn đời.